Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức trước, rồi chúng ta mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Tổng thống của Belarus, ông Lukashenko đã tới Trung Quốc để tìm kiếm sự mối quan hệ được xem là thắt chặt hơn. Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko gặp gỡ với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay thứ hai, lần thứ hai trong năm nay, và gần như nhà lãnh đạo được xem là bị cô lập về ngoại giao này đã bắt đầu thúc đẩy cái mối quan hệ kinh tế với lại quốc gia của Á Châu được xem là lớn nhất tại Á Châu giữa lúc mà đang bị khối Tây Phương cấm vận. Bắc Kinh được xem là đồng minh thân cận của Nga, và ông Belarushenko cũng là một đồng minh của Nga, đang làm việc trong việc mà ông ta viếng thăm thủ đô của Bắc Kinh, của Trung Quốc, và trong đó nhận được sự đón tiếp của ông Tập Cận Bình tại cái ngôi nhà được xem là đại sảnh nhân dân, xin lỗi quý vị, tôi hơi dịch hơi nhanh một chút xíu, đại sảnh nhân dân, và trong đó ông ta đã có cuộc nói chuyện với ông Tập Cận Bình trong vòng vài giờ đồng hồ. Ông Lukashenko đã trở thành tổng thống của Belarus từ năm 1994, và ông ta gần như hậu thuẫn cho Nga trong cuộc xâm lăng tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và dẫn tới việc mà quốc gia của Belarus đã bị cấm vận bởi khối Tây Phương. Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng các cái chiến lược hợp tác chặt chẽ với lại Belarus và quảng bá cho việc hợp tác trong các mối quan hệ song phương sâu đậm hơn. Ông Tập Cận Bình đã nói với lại phía của ông Lukashenko trong tòa đại sảnh nhân dân, và cả hai người đều lên tiếng và nói rằng mối quan hệ của cha Trung Quốc và của Belarus trong nhiều kỹ nghệ sẽ quảng bá cho việc mà thúc đẩy các sự hợp tác về kinh tế. Đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm khá quan trọng của ông Lukashenko giữa lúc mà ông ta đang đối diện với sự trừng phạt của Tây Phương về việc đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cựu tổng thống của Ukraine đã bị ngăn cấm không được phép rời khỏi Ukraine sau khi bị cáo buộc là ông đã gặp gỡ với lại thủ tướng của Hungary là Viktor Orbán. Bản tin từ ở Kiev cho biết là cựu tổng thống của ông của Ukraine là ông Petro Poroshenko đã bị bác bỏ việc cho phép rời khỏi Ukraine sau khi mà ông có dự tính sẽ gặp gỡ với thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán theo tường trình của giới chức mật vụ của Ukraine cho biết vào ngày thứ Bảy. Ông Poroshenko đã loan báo vào hôm thứ Sáu là ông ta sẽ quay trở đi tới khu vực biên giới, và trong đó ông ta đang chờ đợi sự chấp thuận của Quốc hội để rời khỏi quốc gia. Và theo cái thiết quân luật của Ukraine thì đàn ông từ 18 cho tới 60 tuổi đều không được phép rời khỏi quốc gia trong lúc mà họ đang có chiến tranh, và phải có được sự chấp thuận đặc biệt của Quốc hội. Năm nay 58 tuổi, ông đã bị thua trong cuộc bầu cử năm 2019 cho ông Zelensky, và nói rằng ông dự tính sẽ gặp gỡ với lại Chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mike Johnson cùng với lại xuất hiện trong cái nghị viện của Ba Lan trong chuyến đi này của ông. Tuy nhiên các giới chức mật vụ cho biết là ông Poroshenko đã đồng thời cũng đồng ý gặp gỡ ông Orbán, người mà trước đó đã ca ngợi ông Vladimir Putin và từ chối ủng hộ cho Kiev gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu. Và trong một bản statement đưa lên trang mạng xã hội thì họ nói rằng các cuộc đối thoại giữa sẽ khiến cho ông Poroshenko sẽ trở thành một công cụ nằm trong tay của lực lượng mà của Nga. Và trong ngày thứ Bảy thì ông phát ngôn viên của ông Orbán cho biết Hungary chưa không có hy vọng là sẽ gặp một đối thủ chính trị của ông Zelensky, và trong đó gần như là họ đang có một cái cuộc gọi là đối đầu khá gay gắt. Và ông Poroshenko đã lên tiếng và nói rằng cần phải có một cái cuộc đoàn kết quốc gia trong việc mà đối phó với cuộc xâm lăng của Nga. Đây được xem là một trong những cái thiết quân luật mà phía Ukraine đã ban hành sau khi mà Nga xâm lăng Ukraine, và năm nay 58 tuổi, tức là ông nằm trong cái tuổi cần phải được sự chấp thuận của Quốc hội để rời khỏi Ukraine. Trong khi đó thì luật của Ukraine 18 cho tới 60 là không được phép rời khỏi quốc gia và phải ở lại quốc gia nếu như mà đất nước đang có chiến tranh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, đảng cầm quyền tại Ấn Độ đã thắng 3 cho tới 4 tiểu bang trong cuộc tuyển cử, và trong đó gần như là đã tạo lợi thế cho ông Modi.
Bản tin mới nhất cho biết đảng Hindu cầm quyền tại Ấn Độ đã thắng ít nhất là 3 trong 4 tiểu bang có cuộc bầu cử và kết quả được công bố vào hôm Chủ nhật trong một cuộc bầu cử mà trong đó nhóm đảng đối lập tìm cách gọi là lật đổ chính quyền của ông Modi trong cuộc bầu cử vào năm tới. Trong đó thì đảng của Modi có tên gọi là BJP gần như đã kiểm soát được rất nhiều những tiểu bang mà trong đó gần như là họ đã tái thắng cử ở trong quốc hội của Ấn Độ. Và việc này sẽ dẫn tới việc mà ông Modi sẽ thúc đẩy những chính sách cứng rắn hơn để chấn chỉnh cái kỷ cương quốc gia trong cuộc bầu cử ở trong tổng cộng 5 tiểu bang diễn ra vào tháng trước và trên 160 triệu người được xem là đã tham gia vào cuộc bầu cử. Và trong đó thì ông Modi đã lên tiếng cảm ơn tất cả những cử tri đã ủng hộ cho đảng cầm quyền của ông ta, và hầu hết các tiểu bang này đều là nằm trong chủ lực trong các cái khuynh hướng bảo thủ. Trong khi đó thì lãnh đạo của quốc hội có tên gọi là Gandhi đã lên tiếng e ngại rằng 3 tiểu bang bị đánh bại của cái đảng của ông ta bị mất đi có thể sẽ khiến cho cái tư tưởng bảo thủ sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Đây được xem là cuộc bầu cử khá quan trọng tại Ấn Độ bởi vì nó quyết định cái chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong thời gian tới, giữa lúc mà ông Modi đang có sự phối hợp với các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ để tăng cường khả năng kiềm chế với Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương. Và cuộc bầu cử này đã diễn ra vào tuần lễ vừa qua và có kết quả vào hôm Chủ nhật. Việc này sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng tuyển cử đầu tiên của Ấn Độ vào năm tới. Trong đó thì ông Modi phải đối diện với cuộc tái tranh cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các tay hacker của Iran đã tấn công hàng loạt các cái cơ sở của Hoa Kỳ theo tường trình của chính quyền liên bang cho biết. Bản tin từ Harrisburg ở Pennsylvania, một trong những cái nơi cung cấp nước ở phía tây của tiểu bang Pennsylvania, là một trong hàng loạt các tổ chức tại Hoa Kỳ đã bị hacker do Iran bảo trợ tấn công và nhắm vào các khu vực kiểm soát về tất cả những cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ theo tường trình của giới chức Hoa Kỳ cho biết. Và nạn nhân đầu tiên là những cơ sở được xem là có cái việc dịch vụ cung cấp về những cái phương tiện trong xã hội bao gồm cả điện, nước và ga. Đó là một trong những lời phát biểu của FBI đưa ra, và cơ quan bảo vệ cho môi trường cho biết là các hạ tầng cơ sở và kể cả cơ quan đặc trách về không gian mạng nói rằng là cuộc tấn công này đã diễn ra trong mấy ngày qua và không biết có bao nhiêu cái cơ quan của chính quyền liên bang đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này. Matteo Mortes được xem là chủ tịch của một cái hệ thống cung cấp nguồn nước tại Aliquipa cho biết rằng là họ đã phát hiện ra việc tấn công hacker này ngày 25 tây tháng 11 và nói rằng các viên chức trong chính quyền liên bang cho biết cùng một nhóm hacker này đã tấn công ít nhất là 4 cái khu vực được xem là cung cấp các cái phương tiện về điện, ga và nước trong thời gian vừa qua. Và các chuyên gia về không gian mạng cho biết là vẫn chưa có bằng chứng là Iran đã can dự vào cái cuộc tấn công vào Do Thái hôm 7 tây tháng 10. Tuy nhiên thì hiện nay thì các hacker của Iran và các nhóm mà gọi là được xem là ủng hộ cho nhóm dân quân ở Trung Đông đã liên tục mở các cuộc tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Và cơ quan CISA cho biết rằng là cái cuộc tấn công mới nhất tại Pennsylvania có thể sẽ nằm trong hàng loạt các vụ tấn công hacker của Iran bảo trợ đã nhắm vào các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin cũng khá chú ý tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cựu đại sứ của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ và cáo buộc đã hoạt động tình báo cho nhà nước Cộng sản Cuba. Bản tin mới nhất cho biết một cựu ngoại giao của Hoa Kỳ, người đã làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Bolivia, đã bị bắt giữ và cáo buộc là bí mật phục vụ cho chính quyền Cuba trong vai trò gián điệp theo tường trình của hãng thông tấn AP cho biết. Ông này có tên là Manuel Rocha, 73 tuổi, đã bị bắt giữ tại Miami vào hôm thứ Sáu sau khi mà có những cái đơn truy tố nhắm vào ông. Và trong đó chi tiết họ không cho biết là ông làm việc như thế nào cho nhà nước của Cộng sản Cuba. Tuy nhiên, ông này được xem là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và đã từng phục vụ qua nhiều quốc gia. Theo tường trình thì ông ta có 25 năm làm trong nghề ngoại giao dưới các đời đầu tổng thống của đảng Dân Chủ và kể cả đảng Cộng Hòa, được xem là chiếm rất nhiều trong cái việc mà ông ta đại diện cho Hoa Kỳ ở các quốc gia tại châu Mỹ Latin trong thời gian chiến tranh lạnh. Ông Rocha đã từng làm đại sứ ở tại Ý, Honduras, Mexico và Cộng hòa Dominic, cũng như là một số những quốc gia tại châu Mỹ Latin, và ông ta cũng là một chuyên gia từng nằm ở trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia. Vợ của ông ta tên là Carla Wilcox Rocha đã bác bỏ lời phát biểu khi mà được phỏng vấn bởi hãng thông tấn AP, và bà ta tuyên bố rằng tôi không cần nói chuyện với quý vị. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của hãng thông tấn AP đưa ra, và đây cũng là trường hợp rất hiếm hoi
một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tội hoạt động gián điệp cho nhà nước Cộng sản Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng Giám đốc điều hành của công ty sản xuất Videocard Nvidia cho biết ông sẽ tìm cách gọi là ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các cái chip điện tử dành cho ngành AI ở tại Tokyo. Tổng Giám đốc điều hành công ty Nvidia là ông Jensen Huang trong ngày thứ hai cho biết là công ty của ông ta sẽ làm tốt nhất để cung cấp tất cả những cái thiết bị cần thiết cho việc phát triển về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, cho phía của Nhật Bản và dưới cái sự đòi hỏi khá cao từ thị trường. Nhật Bản hiện nay đang được xem là một trong những quốc gia lãnh đạo của thế giới trong kỹ nghệ về chất bán dẫn và đang được xem là phát triển hàng đầu trong kỹ nghệ về kỹ thuật AI. Trong đó thì hệ thống GPU, tức là Graphic Processing Unit, được sản xuất bởi công ty Nvidia, được xem là một cái công ty đang thống trị trong thị trường phát triển về trí tuệ nhân tạo. Từ đòi hỏi rất cao, tuy nhiên tôi cam kết với Thủ tướng của Nhật Bản là chúng tôi sẽ làm tốt nhất để ưu tiên cho Nhật Bản về việc sản xuất các cái video card GPU cho hệ thống của phát triển AI của Nhật Bản. Ông Hoan đã phát biểu như trên sau khi mà ông đã gặp gỡ với Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida tại Tokyo. Chuyến viếng thăm của ông Hoan diễn ra 2 tuần lễ sau khi mà Nhật Bản đã thông qua một cái ngân sách trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng yen, tức là 13.6 tỷ Mỹ Kim, để có thể bắt đầu đầu tư vào kỹ nghệ về chip điện tử. Và một số chuyên gia cho biết số ngân sách này sẽ được hỗ trợ cho công ty TSMC của Đài Loan và kể cả một công ty sản xuất chip điện tử có tên là Rapidus, ra trong đó sẽ sản xuất những loại chip điện tử cần thiết cho việc phát triển về trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, được đặt ở phía bắc của Hokkaido. Đây được xem là một trong những cái lời cam kết mới nhất của người đứng đầu ngành sản xuất video card của thế giới, là công ty Nvidia đã tuyên bố sẽ ưu tiên hàng đầu cho phía Nhật Bản trong việc phát triển về AI. Cùng một lượt thì ông ta cho biết sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giới hạn việc sản xuất các cái video card Nvidia qua Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng và chỉ trích lãnh đạo công ty Walt Disney là Iger là một kẻ đạo đức giả. Đây là một trong những cái tên khá quan trọng ngày hôm nay. Tổng giám đốc và người sáng lập công ty Tesla và là chủ nhân của trang Platform X, tức là trang Twitter trước đây, ông Elon Musk đã lên tiếng và gọi ông tổng giám đốc của công ty Walt Disney là Bob Iger là một kẻ đạo đức giả sau khi vào tuần trước tờ New York Times cho biết rằng là công ty Disney đã rút tất cả những cái quảng cáo ra khỏi trang Platform X sau cái lời tuyên bố của ông Elon Musk liên quan tới Do Thái, và ông Musk lên tiếng và chỉ trích cái hành động này là đạo đức giả. Iger tuần trước tại New York Times đã báo cáo về tình trạng mà rút quảng cáo ra khỏi cái trang Platform X, và quý vị đừng nghĩ rằng là sử dụng cái quảng cáo như một hình thức tống tiền đối với tôi, điều này sẽ không xảy ra. Đó là lời phát biểu của ông Musk đưa ra. Trước đó thì tổng giám đốc điều hành của công ty Platform X là một phụ nữ đã lên tiếng và nói rằng bà đang chấn chỉnh lại tất cả các quy tắc làm việc của công ty Platform X để tránh tình trạng mà đã bị chảy máu về quảng cáo. Trong đó thì một trong những cái nhóm gọi là truyền thông cực tả và chấm điểm truyền thông cực tả có tên là Media Mirror đã lên tiếng và cho biết rằng công ty Walt Disney và công ty Walmart vẫn là hai công ty đã có những cái quảng cáo rất nhiều trên Platform X, và họ khuyến cáo những công ty này không nên quảng cáo trên Platform X. Ngay sau đó thì công ty Disney và công ty Walmart đã rút quảng cáo của họ ra khỏi Platform X, và điều này dẫn tới việc mà ông Elon Musk lên tiếng và rất tức giận và nói rằng tìm cách tống tiền tôi bằng quảng cáo thì không, tôi không nghĩ rằng nó sẽ hữu hiệu, và quý vị có thể tự quảng cáo lấy, và điều rõ ràng tôi không có hy vọng là sống nhờ bằng tiền quảng cáo. Và Bob, quý ông phải ở đây để nghe những gì tôi đang nói và phải nghe những gì mà khán giả của Walt Disney đã nói. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh của ông Elon Musk sau khi mà cái nhóm truyền thông cực tả chuyên môn đi chấm điểm truyền thông và tìm cách gọi là thiên vị cho nhóm truyền thông khuynh tả và dìm hàng tất cả những cái nhóm truyền thông khuynh hữu. Trong đó thì công ty này có tên gọi là Media Mirror đã tìm cách gọi là chấm điểm thật thấp và kêu gọi các cái công ty quảng cáo là tẩy chay đối với những công ty truyền thông cánh hữu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu cho một dự luật trong đó chấm dứt cái chương trình thúc đẩy về xe điện của ông Joe Biden mà họ nói rằng là một điều gọi là cực tả và không thể chấp nhận được cũng như không có được xem là hữu hiệu. Bản tin mới nhất cho biết thì Hạ viện dự tính sẽ đưa ra trong tuần này trong một cái dự luật trong đó là sẽ chấm dứt cái tình trạng mà thúc đẩy xe điện của chính quyền ông Joe Biden và trong đó buộc mọi người phải sử dụng xe điện. Dự luật này có tên là CARS Act, còn là chữ viết tắt của Choice in Automobile Retail Sales, trong đó được giới thiệu vào mùa hè năm nay bởi dân biểu có tên là Tim Walpert của Michigan và Andrew Klein của Georgia. Trong đó là phía ủy ban đặc trách về quy tắc của Hạ viện trong ngày thứ hai cho biết họ đã nhận được và sẽ đưa ra trên sàn Hạ viện vào ngày mai thứ ba. Và nếu dự luật này được thông qua, có thể sẽ được bỏ phiếu trên sàn Thượng viện, nơi mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa cùng với lại Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là ông Joe Manchin đã giới thiệu một cái dự luật tương tự để ngăn chặn tình trạng áp đặt buộc người dân phải sử dụng xe điện. Hạ viện cần phải thông qua cái đạo luật CARS Act để ngăn chặn tình trạng cực tả và không thể xảy ra được khi mà buộc tất cả mọi người phải sử dụng xe điện và đã làm thiệt hại cho kỹ nghệ về sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, vốn là kỹ nghệ đã thống trị trên thế giới nhiều năm và giờ đây chúng ta phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Ông Walpert đã nói với đài truyền hình Fox News và người dân Hoa Kỳ cũng như là kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ không thể để cho chúng ta mất cái thị trường sản xuất xe vào tay của Trung Quốc và việc buộc sử dụng xe điện này là một cái hành động được xem là vi phạm vào cái quyền sử dụng tự do về sản phẩm của người dân và nó có thể vi phạm vào hiến pháp. Do đó, Hạ viện chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra cái dự luật cần thiết để ngăn chặn chính sách được xem là cực tả này của chính quyền Joe Biden. Theo tham vọng của Joe Biden thì ông ta muốn thúc đẩy trên 100 triệu chiếc xe điện từ đây tới năm 2035. Bên cạnh đó, một số tiểu bang được xem là Blue State, tức là những tiểu bang dân chủ đã bắt đầu thông qua và buộc tất cả những người ở những tiểu bang này, bao gồm California và New York, là phải sử dụng xe điện sau năm 2035 và cấm hẳn tất cả những xe chạy bằng xăng. Tuy nhiên, trong bản báo cáo mới nhất trong cái Tam Cá Nguyệt thứ 3 ở trong cái năm 2023, các công ty sản xuất xe gồm có Ford, Toyota và kể cả công ty Mercedes cho biết là việc sản xuất xe điện của họ đã bị lỗ trong cái năm đầu tiên thúc đẩy xe điện. Đó là một trong những cái chính sách mà phía Joe Biden thúc đẩy. Tuy nhiên, phía Hạ viện cho rằng là cái hành động này là hành động từng xem là áp đặt đối với công chúng và họ đã đưa ra cái dự luật này nhằm ngăn chặn chính sách cực tả của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các ủy ban tại Hạ viện dẫn đầu trong cái tiến trình đàn hạch với lại ông Joe Biden sẽ có một cái cuộc điều trần quan trọng trong tháng này với một nhân vật được tống trát hầu bởi các cái ủy ban của Hạ viện. Ít nhất là 3 ủy ban trong Hạ viện đã bắt đầu sẽ tiến hành cái tiến trình gọi là đàn hạch đối với lại ông Joe Biden và dự tính sẽ có một trong những nhân chứng hàng đầu ra điều trần kính trong cuộc điều tra của họ liên quan tới gia đình của ông Joe Biden. Người này có tên là Leslie Wolf, vốn là phụ tá của Bộ trưởng Tư pháp sẽ ra điều trần và bà này được mô tả là kẻ đã cản trở rất nhiều những cuộc điều tra của FBI và của Sở Thuế trong việc điều tra về hồ sơ của Hunter Biden và bà ta sẽ phải ra trả lời trong tuần này trước các ủy ban của Hạ viện và cuộc điều trần này được xem là cuộc điều trần kín. Trong đó thì chủ tịch của ủy ban tư pháp tại Hạ viện là ông Jim Jordan đã tống trát hầu cho bà Wolf vào tháng trước và trong đó buộc bà phải ra điều trần sau khi mà có một số whistleblower cho biết bà ta đã tìm đủ mọi cách cản trở cuộc điều tra của FBI và của Sở Thuế nhắm vào các hồ sơ liên quan tới gia đình của ông Joe Biden và đặc biệt là điều tra vào ông Joe Biden. Và ông Jim Jordan trong mùa hè vừa qua đã lên tiếng và nói rằng bà này có thể sẽ phải tình nguyện ra điều trần. Tuy nhiên bà ta đã từ chối, do đó thì ủy ban tư pháp của Hạ viện đã tống trát mời cho bà ta, buộc bà ta phải ra điều trần trên sàn Hạ viện. Trước đó thì một whistleblower của Sở Thuế là Gary Shapley đã cáo buộc chính bà Wolf đã làm việc để tìm cách giới hạn các cái cuộc điều tra liên quan tới ông Joe Biden và đặc biệt là cái chữ cụm chữ như là dad, tức là thân phụ, hay là the big guy, tức là một nhân vật lớn, và họ nghi ngờ đây là những cái chữ mà Hunter Biden đã dùng để mô tả thân phụ của mình. Tuy nhiên bà này đã giới hạn tất cả những cái chữ đó và không cho phép FBI theo những cái nguồn tin điều tra tiếp tục và bà ta nêu ra một số những quy tắc của FBI và của Bộ Tư pháp để cản trở các cuộc điều tra. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều trần khá quan trọng và dẫn tới sự
kết luận của Đảng Cộng Hòa trong cuối tháng này là sẽ có một cái cuộc đàn hạch với ông Joe Biden vào năm tới hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cựu lãnh đạo của cơ quan FDA có tên là Gottlieb lên tiếng và cho rằng chưa cần thiết để ban lệnh cấm các người du lịch từ Trung Quốc sau khi có một cái bệnh dịch bí ẩn đã bùng nổ tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì trong lúc mà ở Trung Quốc đang có một cái bệnh dịch bí ẩn liên quan tới vấn đề viêm phổi đang bùng nổ tại Trung Quốc, thì lệnh cấm này đã được ít nhất là 5 thượng nghị sĩ kêu gọi chính quyền của Joe Biden là áp dụng chính sách này để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh có thể lây lan qua Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì một trong những nhân vật cựu lãnh đạo của cơ quan FDA có tên là Gottlieb lên tiếng cho biết là Bắc Kinh cần phải cung cấp thêm thông tin cho Tổ chức Y tế Thế giới giữa lúc đang có những cái lo ngại về tình trạng dịch bệnh bùng nổ tại quốc gia này. Tuy nhiên ông ta nói rằng là tôi nghĩ ngay bây giờ chúng ta cần nhất là những cái tin tức mà những gì nó xảy ra tại Trung Quốc và nó cần phải được thông qua bởi Tổ chức Y tế Thế giới, và tôi không nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái lệnh cấm di tản, trong cấm du lịch và cấm nhập cảng các công dân đến từ Trung Quốc trong giai đoạn này. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm và có thêm sự giám sát. Chúng ta đã có những cái hành động giám sát tốt về các cái bệnh flu, và đây là một phần trong thế giới, và theo quy tắc chúng ta vẫn phải tuân thủ tất cả những cái kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây được xem là một trong những nhân vật hiếm hoi của giới y khoa đã lên tiếng và phản đối việc mà cấm tất cả những chuyến bay từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ sau khi có bệnh dịch đã bùng nổ tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Bắc Kinh tức giận phản ứng và cho rằng Hoa Kỳ đã có hành động bất hợp pháp khi đưa tàu chiến của họ vào quần đảo Trường Sa. Bản tin từ Bắc Kinh cho biết thì giới quân sự của Trung Quốc đã tức giận và nói rằng chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã có hành động bất hợp pháp. Chỉ bất hợp pháp này tôi để trong ngoặc kép, trong ngày thứ hai khi mà các chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã đậu gần cái bãi cạn Second Thomas Shoal, tức là tiếng Việt dịch là bãi cỏ mây, giữa lúc đang có sự đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông và trên quần đảo Trường Sa. Lực lượng của Trung Quốc cho biết là họ đã phát hiện ra chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ là chiếc Gabriel Gifford đã có mặt ở khu vực bãi cạn Second Thomas Shoal, nơi được xem rất gần với lại cái nơi mà Philippines đang có lực lượng trú đóng tại đây. Và trong đó thì đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng vẫn tiếp tục duy trì cái việc mà gọi là tự do hàng hải trên luật quốc tế và trên hải phận quốc tế và được luật quốc tế cho phép. Đây được xem là khu vực mà Philippines và Trung Quốc đã có sự đối đầu gay gắt sau khi mà Bắc Kinh đã sử dụng vòi rồng để bắn vào các cái tàu tiếp tế lương thực của Philippines, cũng như là có những cái màn rượt đuổi các chiếc tàu của Philippines trên khu vực bãi cạn Second Thomas Shoal mà chúng ta gọi là bãi cỏ mây. Và việc này đã dẫn tới sự đối đầu gay gắt và Philippines đã mời Hoa Kỳ cùng nhau tuần tra ở phía bắc của Philippines, cũng như mời Úc đã tuần tra chung với lại Philippines trên khu vực quần đảo Trường Sa, nơi được xem có tranh chấp chủ quyền của nhiều quốc gia. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh đưa ra sau khi mà phía Hoa Kỳ đã đưa chiếc khu trục hạm này tiến gần tới bãi cỏ mây, tức là bãi cạn Second Thomas Shoal. Trong đó thì gần như là Bộ Chỉ huy miền Nam của Trung Quốc lên tiếng và cảnh báo rằng họ sẽ giành quyền phản ứng nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục cái gọi là vi phạm vào chủ quyền lãnh hải của họ trên Biển Đông. Trung Quốc cho rằng tất cả khu vực Biển Đông là lãnh hải của họ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ khẳng định khu vực này là khu vực tự do hàng hải. Và trong một bản statement được đưa ra bởi đệ thất hạm đội có trụ sở tại Nhật Bản cho biết là việc mà thực hiện các cái lời cam kết quyền tự do mở rộng ở trên khu vực Indo-Pacific là một cái quyền tuyệt đối và không có can dự vào bất kỳ một lãnh hải quốc gia nào, bởi vì đây là vùng hải phận quốc tế. Hôm Chủ nhật thì lực lượng tuần duyên của Philippines cho biết họ đã gửi hai chiếc tàu của họ tới Windsor Reef, nơi được xem là có một cái vùng khác ở quần đảo Trường Sa đang có sự tranh chấp, và họ cho biết là họ phát hiện có ít nhất là 135 chiếc tàu quân sự của Trung Quốc đã đậu tại đây. Lực lượng tuần duyên cho biết là họ đã có mặt ở tại Windsor Reef, nơi được xem là có một cái bãi cạn và thuộc quyền đặc quyền kinh tế của Philippines, và sự hiện diện của lực lượng dân quân ngư phủ được xem là một lực lượng bán chính thức về quân sự của Trung Quốc, hay còn gọi là lực lượng bán quân sự, đã có mặt tại đây. Và Philippines gọi khu vực này là Julian Felix Reef, nằm cách khoảng 320 km từ phía tây của đảo Palawan và nằm trên 1.000 km từ cái bờ biển Hải Nam của Trung Quốc. Và
Và lực lượng tuần duyên của Philippines cho biết là lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc đang có mặt ở khu vực này đã gia tăng từ 111 chiếc lên tới 135 chiếc. Và điều này đang uy hiếp tới cái gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra ở khu vực Biển Đông, nơi đang có sự căng thẳng giữa Philippines và của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, 40 chiếc tàu của Philippines có cái tên gọi là Christmas Convoy, tức là một cái đoàn tàu đem quà Christmas đã bắt đầu có mặt ở bãi cảng Second Thomas Reef để mà hỗ trợ cho những binh sĩ trú đóng trên một chiếc tàu mà Philippines đã kéo vào từ ở Biển Đông sau khi nó bị đắm cách đây nhiều năm và từ thời đệ nhị thế chiến. Và năm 1999, chiếc tàu này vốn là chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đã bị đắm và đã được Philippines kéo vào bãi cảng Second Thomas Shoal năm 1999. Và kể từ đó, lực lượng binh sĩ của Philippines trú đóng tại đây. Và trong thời gian vừa qua thì phía Philippines cho biết là họ đã phải đối đầu với Cộng sản Trung Quốc, việc mà cản trở họ tiếp tế lương thực cho những binh sĩ trú đóng tại đây. Và bây giờ thì Philippines thúc đẩy một cái chương trình gọi là hỗ trợ mạnh mẽ hơn, 40 chiếc tàu với cái tên là Christmas Convoy, tức là một cái đoàn tàu quà Christmas để có mặt ở khu vực ở bãi cảng Second Thomas Shoal nằm ở phía tây bờ biển Philippines để hỗ trợ cho những binh sĩ trú đóng tại đây. Và họ nói rằng những quà Christmas này nằm trên chiếc tàu dành cho những binh sĩ đóng trên chiếc tàu gọi là BRP Sierra Madre. Đây là chiếc tàu của Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ vốn đã bị đắm ở trên khu vực Biển Đông từ thời đệ nhị thế chiến. Và năm 1999 thì Philippines đã kéo chiếc tàu này lên và đưa vào trong bãi cảng Second Thomas Shoal. Và kể từ đó họ đã cho binh sĩ trú đóng tại đây. Và cuộc đối đầu gay gắt giữa Philippines và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã thúc đẩy Philippines càng tăng cường thêm cái việc khẳng định chủ quyền của họ trên vùng đặc quyền kinh tế tại khu vực Trường Sa. Đây được xem là một hành động mới nhất thách thức là trực tiếp với lại Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Biển Đông ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Philippines ngày hôm nay, lực lượng quân sự Philippines cho biết họ đang săn lùng một người nghi can mà được xem là đánh bom ở tại Philippines. Bản tin từ Manila cho biết là một cuộc săn lùng vĩ đại đang diễn ra sau khi những kẻ tấn công đã đánh bom vào một cái nhà thờ Thiên Chúa Giáo khiến cho 4 người bị thiệt mạng ở phía nam của Philippines. Một viên chức quân sự cho biết vào ngày thứ hai và cam kết rằng sẽ đưa những kẻ đánh bom này ra trước công lý. Cảnh sát hiện nay đang lục soát ít nhất là 2 nghi can. Họ tin rằng đã đứng sau cái vụ đánh bom này và thuộc nhóm dân quân Hồi giáo Islamic State, tức là nhóm Hồi giáo ISIS. Và trong lúc mà chúng tôi nói chuyện thì đã có hàng loạt các cái chiến dịch săn lùng trên toàn quốc nhắm vào những phần tử khủng bố đã thực hiện cuộc đánh bom này. William Gonzalez, vốn là một chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Philippines tại khu vực phía tây là Mindanao, đã nói với lại các thông tín viên trong cuộc họp về an ninh vào ngày hôm nay. Và vụ đánh bom này diễn ra vào ngày Chủ nhật ở khu vực ở Marawi, một cái thành phố đã có từ năm 2017 đã có một cái chiến dịch quân sự chống lại cái nhóm Hồi giáo Islamic State, tức là nhóm Hồi giáo của nhóm ISIS hoạt động tại khu vực này. Chúng tôi đang điều tra và chúng tôi sẽ đưa tất cả những kẻ đánh bom này ra trước công lý. Đó là một trong những cái tin tức liên quan tới vụ đánh bom vào hôm Chủ nhật vừa qua. Hoa Kỳ lên án vụ đánh bom này là một hành động tấn công khủng bố đầy kinh hoàng nhắm vào người Philippines và bác bỏ tất cả những hành động bạo động, và trong đó nói rằng họ sẽ được hỗ trợ bởi Nhật Bản, Úc, Anh và kể cả Canada và Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái cuộc đánh bom mới nhất của lực lượng Hồi giáo này nhắm vào lãnh thổ của Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn lên tiếng cảnh cáo là sẽ tuyên chiến với lại Nam Hàn nếu như mà có những hành động mà họ cho là khiêu khích. Giới truyền thông của Bắc Hàn trong ngày Chủ nhật lên tiếng cảnh cáo là cuộc gọi là đụng độ về mặt tâm lý và sẽ trở thành một cuộc chiến thật sự nếu như mà đôi bên không giảm đi tất cả những căng thẳng. Đôi bên đã hủy bỏ một cái hiệp ước từng ký kết năm 2018 là giảm đi tình trạng quân sự dọc theo biên giới của hai bên nằm ở khu vực gọi là DMZ. Tuy nhiên, sau khi mà phía Bắc Hàn đã bắn lên không gian vũ trụ một cái vệ tinh gián điệp và chụp được hình ảnh của rất nhiều những vị trí quân sự của Hoa Kỳ,
của Nam Hàn cũng như của Tòa Bạch Ốc và của Ngũ Giác Đài, kể cả hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và của Anh Quốc, thì phía Nam Hàn đã hủy bỏ cái hiệp ước ký kết năm 2018 và cả phía Nam Hàn lẫn Bắc Hàn đã bắt đầu gia tăng cái mạng lưới quân sự của họ dọc theo biên giới. Và điều này Bắc Hàn lên tiếng cho biết là họ sẵn sàng sẽ có một cuộc tuyên chiến với phía Nam Hàn nếu như mà họ cảm thấy rằng phía Nam Hàn đe dọa tới khu vực biên giới của họ. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất của phía Bắc Hàn đưa ra giữa lúc mà đôi bên đang có sự căng thẳng ở biên giới và trong lúc mà Bắc Hàn đã thành công đưa lên không gian vũ trụ một vệ tinh gián điệp của họ, và cách đây vài ngày thì công ty SpaceX cũng đã đưa lên không gian vũ trụ một cái vệ tinh gián điệp của Nam Hàn để có thể giám sát lại tất cả những gì xảy ra trên lãnh thổ của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi đi vào đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa cái thông đọc cái phần bảo trợ của công ty Teletron. Đó là một trong những cái công ty có nhiều chi nhánh bán lẻ ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Quý vị nào có những nhu cầu về những thiết bị điện tử, những giường nệm danh tiếng của Ý hay là những ghế massage nổi tiếng của Nhật Bản cũng như là những sản phẩm mới nhất của Đại Hàn, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999, hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com. teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và đó là phần bảo trợ. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi lướt qua tất cả những lời chào hỏi cũng chỉ là phản ứng, chứ Trung Quốc vẫn không dám làm gì với nước lớn như Hoa Kỳ. Chưa biết được, bây giờ thì đang có cái sự đối đầu ở cái bãi cạn Second Thomas Shoal, tức là chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ, chiếc Guilford đã có mặt tại đây và gần như là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thì quý vị chưa biết được Trung Quốc sẽ có những hành động như thế nào. Đôi lúc họ sẽ tiếp cận gần gây nguy hiểm hoặc là có những hành động thiếu an toàn, thiếu chuyên nghiệp vân vân thì có thể xảy ra, bởi vì nó đã làm lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Lần này thì tàu chiến Hoa Kỳ có mặt tại đây coi như là một cái thách thức trực tiếp với Trung Quốc giữa lúc mà khu vực này đang nóng, đặc biệt là ở cái bãi cạn Second Thomas Shoal, nơi mà đang có cái cuộc đối đầu gay gắt giữa Philippines và của Trung Quốc. Quý vị, tình hình này Biển Đông có vẻ nóng dữ ạ. Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường cái sự hiện diện ngay ở khu vực quần đảo Trường Sa luôn. Không cần đi ra ngoài hải phận quốc tế, họ đi ngay trên cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines để thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Thì quý vị, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều cái phim hay trong thời gian sắp tới nha. Rồi, tình hình Biển Đông nóng lên hay sao? Một cách tuần mà tuần chiến lại quay lại Biển Đông anh Phong hay là chọc tức Bắc Kinh? No, cái này là do phía Philippines yêu cầu. Khi mà Trung Quốc xịt vòi rồng và rượt đuổi tàu của Philippines thì Philippines đã mời gọi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc can dự vào Biển Đông. Nhưng mà cách can dự của họ khéo léo, không có mang tính chất khiêu khích. Do đó thì Úc thì tập trận và tuần tra với Philippines tuần trước. Trước đó nữa thì Hoa Kỳ với Philippines đã tuần tra ở phía Bắc. Bây giờ thì cái khu trục hạm này nó có mặt tại quần đảo Trường Sa và nằm trong cái đặc quyền kinh tế của Philippines. Còn gần như là mà đây là một trong những cái hành động mà Hoa Kỳ báo gửi một cái thông điệp cho Trung Quốc biết là đừng có ăn hiếp Philippines nữa. Tức là đừng có hành động gọi là gây nguy hiểm cho tàu của Philippines nữa. Nếu như không thì sẽ có cuộc đối đầu gay gắt tại đây. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thông điệp mà Hoa Kỳ gửi cho phía Trung Quốc khi mà họ hiện diện ngay tại khu vực đang có tranh chấp nha. Rồi tiếp tục. Rồi, China lúc nào cũng muốn Biển Đông và Trường Sa là của China, bất khả xâm phạm. Nhưng đây là vùng hải phận tự do, Hoa Kỳ có quyền lưu chuyển trên biển một cách tự do. Thì tôi nói quý vị là 12 hải lý là lãnh thổ lãnh hải, nhưng mà ngoài 12 hải lý là đặc quyền kinh tế thì nó là đặc quyền kinh tế nhưng nó là hải phận quốc tế chứ không nằm về thuộc quyền quốc gia nào. Có nghĩa là mình có quyền khai thác kinh tế ở trong vòng 200 hải lý đó thôi, chứ không phải là cái vấn đề gọi là nó là lãnh hải. 12 hải lý mới là lãnh hải,
thì bây giờ Hoa Kỳ có mặt tại đây thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Có nghĩa là lần này thì Hoa Kỳ đã bắt đầu ra mặt mạnh mẽ hơn một chút so với lại lần trước tuần tra ở phía bắc của Philippines gần Đài Loan. Có nghĩa là mỗi một tuần tôi nghĩ rằng sẽ có một cái biến chuyển mới xảy ra trên Biển Đông. Và điều này cho thấy rằng là giới nội bộ của Trung Quốc đang có cuộc đấu đá gay gắt và họ tìm cách chuyển lửa ra bên ngoài qua Biển Đông và eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ rằng là những điều này đều tác động lên cái khu vực của Đài Loan nhiều hơn. Bởi vì Đài Loan còn có hôm nay là ngày mấy rồi, ngày 4 tây tháng 12 rồi. Tức là Đài Loan chỉ còn có khoảng 5 tuần lễ nữa là bước vào cuộc bầu cử. Mà bây giờ thời điểm này ông Lai Chiên Tê lại đang dẫn đầu. Do đó tôi nghĩ rằng tất cả những hành động của Trung Quốc, hầu hết kể cả Biển Đông và eo biển Đài Loan, đều tác động vào cái chính trường của Đài Loan nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số. Hà Quỳnh, em không thích nghe thì em đi ra khỏi channel của anh nha. Ok. Trung Cộng không muốn biến Biển Đông của mình mà muốn cả thế giới. Thật sự quý vị, cái này là tôi nghĩ rằng từ cuộc đấm đá nội bộ ở Trung Quốc. Do đó họ tìm cách chuyển lửa ra bên ngoài. Họ gây hấn ở Biển Đông, họ uy hiếp Đài Loan, thậm chí là họ mong mang tới đảo Senkaku của Nhật Bản. Những điều này có nghĩa là nội bộ Trung Quốc đang có những cuộc đấu đá rất gay gắt. Rất gay gắt và tôi chưa biết được là phe nào đang chiếm thượng cơ bây giờ. Mình cũng chưa biết Tập Cận Bình đang chiếm thượng cơ hay là phe Diều Hâu đang chiếm thượng cơ. Tại mấy ngày trong 3 tuần lễ này, giới quân sự Diều Hâu của Trung Quốc lên gân rất nhiều. Họ lên gân rất nhiều, có nghĩa là dường như là họ bắt đầu quân bình quyền lực với Tập Cận Bình ở tại nội bộ của Trung Quốc nha. Ok, rồi, cũng may Elmer không theo cực tả, nếu không dân Mỹ càng thảm. Elmer thật mạnh mẽ. Bây giờ thì quý vị phải hiểu vậy, Elmer ông thấy rằng tình hình của đất nước Hoa Kỳ đi vào sự băng hoại là do khuynh hướng cực tả, cho nên ông chọn đứng lại bên khuynh hướng cánh hữu để chống lại thôi. Cũng chưa chắc là ổng là thuộc cánh hữu đâu. Quý vị nên nhớ là như vậy. Ok. Do đó, với Elon Musk thì tôi không nói được gì cả. Ổng luôn chọn về cái thái độ gọi là để quân bình cái quyền lực của lưỡng đảng và lựa hai cái khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ. Thứ hai là ổng cảm thấy rằng có cái sự băng hoại nó đang phá đất nước Hoa Kỳ. Cho nên ổng đứng về cái vị trí bảo vệ cho cái giá trị gia đình và cái giá trị về quyền tự do ngôn luận và những cái giá trị căn bản của Hoa Kỳ trước sự lấn lướt của phe cánh tả thôi. Nhưng mà nếu quý vị vội vã cho rằng là ông Elon Musk thuộc phe cánh hữu thì quý vị hơi vội vã đó. Tại vì tôi được biết là Elon Musk bắt đầu có cái khuynh hướng chống lại những cái khuynh hướng cực tả là bởi vì ông nhìn thấy được tất cả những cái khuynh hướng này đang tàn phá tất cả những gia đình và ngay cả trong gia đình của Elon Musk cũng đang bị tình trạng này. Ngay trong gia đình của Elon Musk, ổng cũng là nạn nhân của cái khuynh hướng cực tả này khi con của ổng chuyển giới. Do đó tôi nghĩ rằng là Elon Musk có cái lý do để tham gia bởi phía cánh hữu, nhưng quý vị đừng có nghĩ rằng là Elon Musk sẽ trung thành với lại cái khuynh hướng bảo thủ. Khi mà khuynh hướng bảo thủ đi vào cực đoan, Elon Musk sẽ đứng ngược lại. Tức là nếu mà khuynh hướng khuynh hữu giữ cái thước ở cái mức trung bình cỡ này thôi đó thì Elon Musk còn có thể hỗ trợ, nhưng mà đi một bước nữa về phía cực hữu thì Elon Musk sẽ đi về cái hướng đối lập đó. Do đó quý vị nên cẩn thận với các cái bản tin nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số những cái ok lần nào bầu cử Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng tung dịch ra để làm ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ. Chưa biết được lần này như thế nào, đây là lần thứ hai. Và tôi đang xem coi cái Tổ chức Y tế Thế giới như thế nào. Tại vì Tổ chức Y tế Thế giới đang cân nhắc và đang lấy thông tin từ phía của Trung Quốc. Bây giờ mà họ ban lệnh trễ thêm một vài tháng nữa thì y chang giống như cái đại dịch của năm 2020. Từ tháng 12, 19 Tây thì là phía bác sĩ Đài Loan đã báo cho họ, họ vẫn làm thinh. Cho tới ngày 30 tây tháng 1 năm 2020, họ mới bắt đầu ban hành đại dịch toàn cầu. Lúc đó quá trễ rồi.
31 tây là ông Trump đã cho đóng cửa các cái phi trường, không cho phép ở Trung Quốc bay qua, nhưng đã quá trễ rồi quý vị. Thì lần này cũng vậy, tôi chưa biết được và cái mức độ nguy hiểm của đại dịch này như thế nào, bởi vì chúng ta không có nhiều thông tin. Do đó, để xem coi lần này Trung Quốc lại chơi cái trò gì nha. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Ok, rồi có một số những quý vị, có một số những dư luận viên phản ứng với lại cái channel của tôi sau khi mà tôi có những cái lời chỉ trích, và đặc biệt là những cái lời mà phân tích của tôi đó, thì nó vô đây nó gây loạn. Thì quý vị đừng chú ý tới, thì nó sẽ bị block khỏi cái channel của tôi. Do đó quý vị đừng chú ý tới những cái ý kiến của nó, mà chúng ta tập trung vào thời sự ngày hôm nay nhiều hơn. Ngày hôm nay có khá nhiều thời sự, từ cái cuộc đàn hạch của Joe Biden cho tới những cái biến chuyển ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Nó là những cái thời sự ngày hôm nay của chúng ta nha. Rồi, chính mình khiêu khích rồi ra làng nói người ta kiếm chuyện. Kim Jong Un họ không hổ danh là chí phèo. Bây giờ thì chưa biết được Kim Jong Un khiêu khích điều này đúng, tại vì chính ông ta đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc từ tháng 12 năm 2021 cho tới tháng 1 năm 2022, là ông ta đã thử nghiệm các cái hỏa tiễn của ông ta. Thì đây đúng, nếu mà chúng ta nhìn ngược lại thì đây là sự khiêu khích của Kim Jong Un. Lúc đó Hoa Kỳ chưa tập trận. Lúc đó Hoa Kỳ chưa tập trận, ông Yoon Seok-yeol vẫn chưa đắc cử làm tổng thống. Thì Bắc Hàn đã bắt đầu cái chiến dịch này rồi để gây ảnh hưởng kết quả bầu cử. Nhưng mà kết quả bầu cử thì ông Yoon Seok-yeol vẫn thắng cử, và tháng 5 năm 2022 ông đã nhận chức. Và kể từ tháng 1 năm 2022 tới bây giờ thì Bắc Hàn đã khiêu khích nhiều lắm. Họ thử nghiệm rất nhiều những loại vũ khí. Do đó, nếu mà chúng ta nhìn lại cái quá trình từ lúc Joe Biden lên, thì Bắc Hàn là cái kẻ khiêu khích chứ không phải Hoa Kỳ. Sau khi Bắc Hàn khiêu khích, Hoa Kỳ với lại Nam Hàn với Nhật Bản mới bắt đầu phối hợp các cuộc tập trận. Do đó bây giờ Bắc Hàn nói ngược, là bởi vì những cuộc tập trận này khiến cho họ phải thử nghiệm vũ khí là sai. Chính họ khiêu khích trước nha. Rồi tiếp tục. Trung Quốc chiếm Biển Đông mà còn nói Hoa Kỳ xâm phạm vô vùng biển của Trung Quốc. Rõ ràng Trung Quốc cũng xâm phạm quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ vi phạm Trung Quốc, nói sao cũng được. Thì bây giờ tôi nói quý vị, câu chuyện trên biển, bên nào nói theo lý bên đó. Cuối cùng tôi nói quý vị, bắp thịt quân sự sẽ giải quyết tất cả. Tôi đã từng nói, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với quý vị rất nhiều lần. Ở trên biển không có nói chuyện ngoại giao, không có nói chuyện chính trị được. Kể cả Philippines đã thắng được cái phiên khởi kiện á, về pháp lý đó, năm 2016 đó, mà cũng không giải quyết được. Cũng không giải quyết được. Do đó tôi nói quý vị, bây giờ có nói bằng chính trị hay chính nghĩa gì đi nữa, cuối cùng cây súng ở trên mặt biển là quyết định tất cả mọi thứ. Và điều này Trung Quốc đã làm rất nhiều lần. Năm 1974 họ dùng cây súng chiếm Hoàng Sa. Năm 1988 họ dùng cây súng chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa luôn. Rồi tới 2012 họ tiếp tục dùng cây súng để chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Do đó, ở trên mặt biển chúng ta không thể nói chuyện chính trị chính em, không thể nói chuyện ngoại giao, không thể đặt ra quy tắc được. Mà trên mặt biển là cây súng nói chuyện. Do đó, tôi nghĩ rằng là tình hình Biển Đông nếu mà muốn giải quyết cho tới tận nơi là phải có một cuộc xung đột. Là phải có một cuộc xung đột mới giải quyết được tận nơi tận chốn. Còn nếu không quý vị, nói chuyện bằng cái miệng không á, nói mấy chục năm, nói thêm trăm năm nữa cũng còn tranh chấp. Nói thêm trăm năm nữa cũng còn tranh chấp. Đừng nói chuyện bằng cái miệng nữa nha. Ok. Cấm xe mà u xe xăng mà ưu tiên xe điện, theo tôi là đi ngược thị trường tự do. Xe điện có giá rẻ hơn xe xăng, tiện lợi bền hơn, thì khỏi bắt buộc người dân ùn đi mua xe điện. Thì tôi nói là thị trường tự do là như vậy, bởi vậy chính quyền của Joe Biden là cái chính quyền cực tả. Khi mà nó áp đặt những cái luật để mà nhân danh môi trường, trong khi đó quý vị, cái quốc gia mà vi phạm môi trường nhiều nhất là Trung Quốc, thì nó không nói.
nó không nói. Bây giờ nó quay ngược lại, nó bắt dân Mỹ phải tuân thủ. Bây giờ dân Mỹ có tuân thủ đi xe điện đi, nhưng mà 100 quốc gia khác đi xe xăng thì sao? Same shit, nothing happened, đúng chưa? Bây giờ mà nước Mỹ, mà dân Mỹ có đồng ý đi xe điện đi nữa, nhưng mà dân ở các quốc gia khác họ đi xe xăng thì sao? Do đó quý vị, cái trò của Joe Biden đó là không có lợi. Do đó Hạ viện Hoa Kỳ tuần này họ bỏ phiếu, ngày mai nè, ngày mai họ sẽ bỏ phiếu, và trên sàn thượng viện thì ông Joe Manchin đã đứng về phía Cộng Hòa trong vấn đề này. Có nghĩa là trên sàn thượng viện sẽ thông qua đó. Và dưới sàn Hạ viện thì chúng ta khỏi nói rồi. Trên sàn Hạ viện, ông Joe Manchin và có thể bà Sinema sẽ nghiêng về phía của đảng Cộng Hòa, tức là 51 trên 49. Để họ thúc đẩy cái việc này. Họ không thể để tình trạng mà cái quyền tự do của người dân mà bị trói buộc như vậy. Nào là bắt chúng ta là không được phép sử dụng xe xăng. Cái này vô lý. Và nó đi ngược với hiến pháp rất là nhiều. Do đó quý vị, nó có thể thao túng trong giai đoạn này, nhưng mà chưa đầy một năm nữa là tình trạng này thay đổi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Có thể Bắc Hàn lên tiếng để bớt sự chú ý của bán đảo Đài Loan do gần tới ngày bầu cử để nhận lợi ích từ Bắc Kinh. Cũng chưa chắc. Tôi nói là Bắc Hàn từ xưa tới nay họ cấu kết với Nga nhiều hơn. Với Trung Quốc tôi chưa thấy hình ảnh rõ ràng họ cấu kết với Trung Quốc. Nhất là trong cái thời gian mà thời của ông Trump đó, cái phe thân Bắc Kinh đã uy hiếp tới Kim Jong-un. Và Kim Jong-un đã có một dạo mất tích 3 tháng. Là họ bị tình nghi là bị giam lỏng đó. Sau đó thì có lẽ là phe của Kim trung thành của gia đình họ Kim lật được cái đám này. Do đó Kim Jong-un càng giữ một cái khoảng cách hơn. Tôi nghĩ rằng Kim Jong-un đóng vai trò muốn có tiếng nói lớn hơn tại Á Châu. Và họ đang hợp tác với Nga nhiều hơn là với Trung Quốc. Tại vì vừa rồi cái vệ tinh bắn lên được là nhờ Nga. Còn trước đó hai lần, hồi tháng 5, hồi tháng 8 là Bắc Hàn thất bại hết. Không bắn lên được. Nhưng mà sau khi mà Kim Jong-un tới nước Nga thì bây giờ bắn thành công. Có nghĩa là Nga hỗ trợ cho Kim Jong-un. Ngược lại, đổi lại Kim Jong-un cũng hỗ trợ cho Nga về mặt vũ khí. Nga dùng trong Ukraine. Dường như là có sự cấu kết hợp tác giữa Kim Jong-un và Nga nhiều hơn là Kim Jong-un với Tập Cận Bình nha. Ok, tiếp tục. Thấy dịch là đóng cửa Trung Hoa Cộng thôi, đợi gì nữa. Thì vấn đề ở chỗ là bây giờ quý vị muốn đóng cửa phải có chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới. Còn nếu không sẽ bị kiện. Sẽ bị kiện nhiều thứ lắm. Thì bây giờ phải đợi Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng đã. Mà Tổ chức Y tế Thế giới thì cái cơ chế bại liệt này vẫn chờ thông tin từ Trung Quốc. Họ vẫn chưa ban hành cái đại dịch khẩn cấp toàn cầu. Thì làm sao các nước có thể cấm được đây? Phải có cái thông báo chính thức này ra, các nước mới được cấm, mới có thể cấm. Còn nếu không, đơn phương mà cấm thì sẽ có nhiều cái hậu quả về mặt pháp lý lắm. Do đó, bây giờ chúng ta phải chờ cái Tổ chức Y tế Thế giới. Mà bây giờ cái tổ chức này vẫn chưa lên tiếng nha. Rồi tiếp tục. Đang mong mấy con hổ giấy làm bậy để Hoa Kỳ và đồng minh cho không trừ phát nào. Tôi chưa biết họ là hổ giấy hay không. Mình gọi của Trung Quốc là hổ giấy. Nhưng mà giống như tôi nói, tất cả thực chiến quyết định hết. Chúng ta phải chờ một cuộc thực chiến rồi mới biết được là binh lực của họ cỡ nào. Còn bây giờ khoe khoang thì nhiều lắm. Diều hâu á, hung hăng thì nhiều lắm. Nhưng mà thực chiến mới thấy được. Thì quý vị chờ xem như thế nào nha. Kim Jong-un lên gân kỳ này là do Nga giật dây. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nga đang giật dây. Và có một cái sự hợp tác rất sâu đậm giữa Nga và Bắc Hàn. Do đó lần này Kim Jong-un mà quậy lên như vậy, tôi nghĩ là do Nga. Nga đang muốn Hoa Kỳ lúng túng nhiều mặt trận khác nhau. Để họ tiện tay bắt đầu là thanh toán Âu Châu. Do đó thì tôi nghĩ rằng Nga sử dụng nhiều hơn. Nga sử dụng Bắc Hàn nhiều hơn là Trung Quốc. Ok. Xe điện vào mùa đông kẹt xe thì làm gì? Cái này cũng là câu hỏi hay đó. Bây giờ quý vị nghĩ đi. Họ thúc đẩy xe điện. Rồi bây giờ tôi đặt một cái trường hợp là vào mùa đông hoặc là mùa thường cũng được đó.
mà bây giờ trên freeway kẹt cỡ chừng 10 dặm. Tất cả xe điện bị kẹt xe 10 dặm. Thì lúc đó lấy đâu ra điện? Lấy đâu ra điện mà chạc? Lấy đâu ra điện để mà chạc đây? Và mỗi chiếc xe quý vị, chúng ta đổ bình xăng á, có chừng 3 phút tới 5 phút. Nhưng mà chạc một cái bình điện cũng phải 15 phút. Thì quý vị nói tôi nghe đi, lúc đó thì làm cách nào đây? Và nhất là mùa hè đi. Tôi nói là mùa, tôi không nói mùa đông. Tôi nói mùa hè thôi. Mùa hè mà với cái thời tiết cả 100 độ. Rồi á, một cái freeway mà nói nhất là freeway 15 đường đi Las Vegas á. Cái mùa hè là cái mùa đi chơi mà. Nó kẹt xe dữ lắm quý vị. Thường thường lái lên Las Vegas từ ở quận Cam lên lái có 4 tiếng mấy tới à. Nhưng mà khi lái về á, mười mấy tiếng là bị kẹt xe đó. Bây giờ quý vị nghĩ kẹt mười mấy tiếng như vậy thì lúc đó xe hết điện thì làm sao? Mà giữa mùa hè nóng bức ở sa mạc nữa. Họ không bao giờ nghĩ tới cái bài toán này cả. Họ chưa bao giờ nghĩ tới cái bài toán mà khi kẹt xe như vậy thì như thế nào? Mà tất cả đều là xe điện. Nếu gặp mùa hè nóng bức mà trên 100 độ, làm sao ngồi trong xe đây? Tại vì trong xe không có điện, làm sao có máy lạnh? Quý vị, có nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà đã đẩy, không có sự chuẩn bị. Do đó, tôi nghĩ rằng là cái vụ áp đặt xe điện này không có thật. Bây giờ California là tới 2035 đúng không? Nhưng mà tới 2035 chưa xong thì sao? Lại phải dời, 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 dời nữa. Kết quả cái luật đó cũng chỉ là cái luật thôi. Nó chưa áp dụng được. Nhất là tình trạng bây giờ mà California mà giá xăng lên tới 10 Mỹ kim, 12 Mỹ kim một một gallon xăng đó thì dân California nó loạn luôn. Tại xe điện thì không có mà xe xăng thì mắc quá. Xe chạy bằng xăng mà đổ xăng kiểu đó mắc quá là họ loạn luôn đó quý vị nha. Rồi tiếp tục. Trung Quốc chơi bài cũ 2019, nạn nhân năm đó là Tổng thống Trump, năm nay là Đài Loan. Chưa biết được, bây giờ tôi đang xem coi cái tình trạng dịch bệnh này nó lây lan như thế nào. Nó lây lan như thế nào và nó là cái gì? Bây giờ thì phía Trung Quốc chỉ đưa một số thông tin là có thể liên can tới biến thể của dịch bệnh SARS. Thì bây giờ chỉ có một số thông tin đó thôi. Chúng ta cần thêm nhiều thông tin và chúng ta cần phải có mặt ở tại Trung Quốc để tìm hiểu, chứ không thể nào mà đứng ở ngoài ngó được. Mà Trung Quốc mà bước vô tìm hiểu thì giống như kỳ trước vậy thôi. Mười mấy chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tới Trung Quốc được 1 tháng xong đi về. Chả được cái gì hết. Họ chặn hết rồi. Không làm được cái gì hết. Cái gì cũng phải thông báo cho họ. Cái gì cũng phải xin phép họ hết. Thì làm sao điều tra đây? Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Năm kia bão tuyết mà một tiểu bang của Hoa Kỳ không có đủ điện xài, vậy hỏi đi xe điện không có đủ điện trong nhà trạm sạc điện với mới là vui. Thật sự quý vị, họ chỉ nghĩ tới vấn đề môi trường nhưng mà họ không nghĩ tới cái vấn đề khác, những ảnh hưởng của xã hội. Những cái ảnh hưởng của xã hội khi khi mà xe điện không có thể giúp được nhiều. Đó, quý vị cũng đặt câu hỏi rồi đó. Nếu mà cái đường mà kẹt xe 10 dặm thôi, 7 dặm tới 10 dặm thôi mà nhiều xe hết điện thì làm sao? Nhiều xe hết điện thì làm sao? Do đó quý vị, cái trò của Joe Biden cái kiểu này đó là không work rồi. Không work được rồi. Do đó thì tôi nghĩ rằng là Hạ viện đưa ra cái đạo luật Car Act này là chính xác. Car Act này là hợp lý, là không thể bắt buộc, không thể áp đặt được cái việc mua xe để cho người ta tình nguyện. Cũng giống như cái việc gìn giữ môi trường phải tình nguyện. Tình nguyện gìn giữ môi trường chứ không chơi cái trò áp đặt. Quý vị, ngay nhà tôi nè, trồng cây xanh rất là nhiều. Thì đó là do mình tình nguyện. Mình tình nguyện trồng cây xanh, cái đó là do con người tình nguyện. Còn bây giờ áp đặt là sẽ gặp phản kháng ngay. Áp đặt là sẽ bắt gặp phản kháng ngay, phải để cho người ta tình nguyện. Cái gì cũng vậy hết, không thể nào áp đặt được hết. Và cái tính chất áp đặt này chỉ gây ra sự phản kháng và sự chia rẽ thôi. Còn nếu mà người ta tình nguyện thì no problem.
Có những người tình nguyện mua xe điện, không muốn chạy xe xăng. Thì quý vị, cái đó là tốt hơn. Do đó quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị, là đảng Dân Chủ đang đi vào cái ngõ bế tắc cực tả. Tức là họ muốn chuyên chế. Cái gì họ muốn là họ áp đặt người ta phải đi theo họ hết, không được phản kháng. Thì cái lối áp đặt này chỉ gây ra chuyên chế thôi. Và chuyên chế thì có khác gì cộng sản đâu, đúng không? Do đó quý vị, cái sự phản ứng của cộng đồng ở Mỹ này hay là ở thế giới rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ họ có thúc đẩy nữa thì quý vị cũng không đi tới đâu hết. 2025 Tổng thống Cộng hòa lên hủy bỏ tất cả những chính sách về môi trường. Và đã xảy ra hai lần rồi. Lần trước Bush con năm 2000 vừa đắc cử 2001 là Bush con ký bỏ ngay cái hiệp ước Kyoto. Rồi tới phiên ông Trump lên, Obama ký cái hiệp ước hiệp định khí hậu Paris đó, 2015. 2017 ông Trump lên là ông xóa bỏ ngay tại chỗ. Thì cũng tương tự như vậy, 2025 khi mà Đảng Cộng hòa nắm lại thì cũng sẽ xóa bỏ tất cả những cái hiệp ước này. Xóa bỏ hết và thúc đẩy lại cái ngành năng lượng. Do đó quý vị, bây giờ họ giống như là đang tìm cách gọi là tuyệt vọng rồi. Họ đẩy tối đa trong giai đoạn này. Để khi mà, tức là được phần này rồi, mai mốt có kéo xuống thì họ cũng còn lại một chút. Bây giờ họ đang nằm ở dưới đây. Bây giờ họ đẩy lên cỡ này. Thì khi mà Cộng hòa lên đó, họ kéo xuống thì kéo cỡ này thôi. Họ vẫn còn lại được khúc này mà. Đây là cái cách tính của những kẻ gọi là gì quý vị, thúc đẩy về luật môi trường đó. Đẩy là đẩy ra 10 luật. Đảng Cộng hòa giảm cao lắm 7 luật thôi. Thì họ vẫn còn lại được 3 luật mà. Đây là cách của Đảng Dân chủ và những phe cực tả. Nó đánh từng bước một, mỗi năm nó lên chút, mỗi năm mỗi mùa bầu cử lên chút lên chút. Thì cách này quý vị nhìn lại trong 40 năm đi. Quý vị nhìn lại trong 40 năm qua đi. Đây là cái cách mà cái chiến thuật của họ làm. Khi họ nắm quyền họ đẩy hết tất cả mọi thứ lên. Rồi cái đời sau, cái tổng thống sau lên giảm xuống thì đâu có cắt hết đâu. Đâu cắt hết 100% đâu. Cắt có 70% là tối đa. Thì họ vẫn lời được 30%. Rồi tới cái mùa bầu cử kế tiếp nữa, họ lại đẩy lên nữa. Cái kiểu của họ và cái chiến lược của họ là như vậy. Họ đi nhiều thế hệ khác nhau. Bên cạnh đó, họ brand squat mấy đứa nhỏ ở trong trường học. Họ tẩy não mấy đứa nhỏ trong trường học cho những thế hệ kế tiếp luôn. Đây là chiến lược của khuynh tả đó. Chiến lược của khuynh tả là như vậy đó quý vị. Do đó tôi nói quý vị, kỳ này cái Heritage Foundation họ đưa ra một cái chiến lược chọn nội các cho ông Trump hay là chọn nội các cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa đó quý vị, là họ thay máu hết toàn bộ hành pháp luôn. 5.400 vị trí. Họ tính ra đó tổng cộng hết 5.400 vị trí sẽ được thay máu. Là cái cách của bên đây đối phó lại đó. Chưa kể những cái vai trò là lãnh đạo trong nội các. Mà tôi chỉ nói là những vị trí trong hành pháp thôi. 5.400 vị trí. Và trong đó sẽ có cả khoảng trên 100.000 lá đơn. Họ đang sắp xếp đó. Nha. Rồi tiếp tục. Theo quan điểm của anh, những ngày sắp tới Trung Quốc có phản ứng đáp trả tàu chiến Mỹ không anh? Vậy Trung Quốc Mỹ sẽ có phim hay xem không? Tôi bảo đảm với quý vị, ngày mai ngày mốt Trung Quốc sẽ tập trận ở Hoàng Sa và Hải Nam để phản ứng lại. Tập trận thôi. Nó xảy ra bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi lần Mỹ xuất hiện xong cái là Trung Quốc tập trận. Hay là mỗi lần Trung Quốc tập trận xong Mỹ có mặt. Cái kiểu mà mèo bắt chuột kiểu đó đó. Thì vài bữa nữa tới phiên Trung Quốc bắt đầu tập trận. Tập trận để phô trương sức mạnh quân sự. Cách này là cách họ làm đó. Và tối đa là cỡ đó thôi. Tối đa là cỡ đó thôi, không hơn được nữa. Trừ phi nội bộ họ có vấn đề tới mức mà họ không còn kềm chế được. Còn bây giờ thì tôi bảo đảm ngày mai, ngày mốt là tôi sẽ có cái tin là Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, ở Hải Nam, ở Hồng Kông hay là ở đối diện với Đài Loan. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow. Mỗi lần Mỹ có bầu cử là thế giới có biến cố lớn như dịch bệnh, suy thoái kinh tế. Ok, đó là tại vì người ta tác động vào cái nền chính trị của Mỹ. Từ phe địch cho tới phe ta. Tất cả đều có biến động để tác động vào cái nền chính trị của Mỹ. Tại vì nền chính trị của Mỹ ảnh hưởng cả thế giới. Chính sách của Mỹ ảnh hưởng cả thế giới.
Do đó, khi mỗi khi có bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống, thì nó lại có những cái biến động mới, nó tác động vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ là như vậy nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.